gan không? Có ai không? Có ai không ạ? Sao lại không có ai chứ? Tìm ai? Xin hỏi đây là đường Hoàng Tuyền ạ? Biết chữ không đấy? Đây là đường Hoàng Tuyền. Cậu có chuyện gì? Cháu đến ứng tuyển ạ. Ứng tuyển? Vào đi. Đến văn phòng tìm thư ký Diệp. Anh đang làm gì vậy? Tôi tới để ứng tuyển. Đi theo tôi. Có chuyện gì sao? Anh này đến đây để ứng tuyển ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? 33. Đã kết hôn chưa? Vẫn chưa ạ. Vậy làm ca đêm có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Vậy thì tốt. Công việc của cậu là trông coi xưởng ca đêm. Lương tháng là 3.000. Giờ đến khi xưởng ta chính thức đi vào hoạt động, lương sẽ lên thành 5.000. Thế nào? 5.000 cơ ạ? Tốt quá. Còn câu hỏi gì không? Không ạ. Vậy tốt. Nếu không có vấn đề gì thì nộp tiền đi. Nộp tiền ạ? Bất cứ ai làm việc ở xưởng ta đều phải nộp 5.000 tệ tiền cọc. Đây coi như là phí quản lý. Đây là quy định của công ty. Nếu khi giữa đường cậu chuồn mất thì làm sao? Không thể nào.
Đã ngộ công ty ta tốt như thế, sao tôi bỏ đi được chứ? Cũng khó nói lắm. Đã ba người chạy mất rồi đấy. Tại sao ạ? Tôi cũng muốn biết. Tại sao đấy? Xin lỗi nhé. Bác Ngô, đây là anh Hàn Đông vừa mới tới. Từ giờ anh ta sẽ phụ trách trực ca đêm. Chào bác Ngô. Cậu tới là tôi nhẹ nhõm rồi. Phép cắm của bếp từ này có vấn đề. Cậu dùng phải để ý. Điện thoại của xưởng ta là máy nội bộ. Muốn gọi ra ngoài thì phải thêm số 0 vào đầu. Chỗ chúng ta không có dùi cui ạ. Lấy cái đó làm gì? Chúng ta trực ban thôi, chứ có phải bảo vệ đâu. Nhỡ khi có trộm thì phải làm sao ạ? Báo cảnh sát. Cậu định bắt trộm sao? Tôi nói cho cậu biết, đồ trong căn phòng này đều là đồ của xưởng ta. Cậu cứ dùng thoải mái. Nhưng còn món này, cái đài radio này là của tôi, cậu dùng cũng không sao. Nhưng nghe xong thì đừng quên tắt đi. Thật ghen tị với cậu. Ghen tị cháu gì chứ. Làm ca đêm tốt biết bao nhiêu chứ. Ngủ thẳng một giấc tới sáng, chẳng phải làm gì. Tôi thích làm ca đêm lắm. Còn yên tĩnh nữa chứ. Không thì hai chúng ta đổi ca. Không được đâu. Lớn tuổi rồi. Nếu xưởng có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không xử lý được. Có thể có chuyện gì chứ. Đúng đấy. Toàn nói nhăng nói cụi. Chỗ chúng ta sao lại có ma chứ? Có ma hả? Thật hay đùa vậy? Thật hay đùa, không phải đến tối cậu sẽ biết sao? Cầm lấy. Là sao ạ? Cầm mà tối phòng thân. Nghiêm trọng thế cơ à? Đừng có dứt đồ lung tung đấy. Tôi cũng đi đây. Đừng quên mai mang tiền cọc tới nhé. Dân ạ. Cái khóa này cũng bền thật đấy. Tối thế sao? Còn không trăng nữa. Sợ chết mất thôi. Ai đấy? Không có ai. Nhớ, thận
Nãy mình khóa cửa chưa nhỉ? Đi vệ sinh thôi mà cũng xa thế này. Thật là bất nhân mà. Ai đấy? Lằng nhằng cả buổi, hóa ra là con mèo. Sao đèn tắt rồi? Xin hỏi đây có phải nhà tang lễ không vậy? Nhà tang lễ cái gì? Sao không hỏi là đài quá thân luôn đi? Bác Ngô, bác tới rồi sao?
Thế này là sao đây? Cháu xin lỗi, tối qua cháu không cẩn thận làm rơi hỏng mất của bác rồi. Bác yên tâm đi, cháu chắc chắn sửa lại cho bác. Bỏ đi, để tôi tự sửa. Tối qua không có gì chứ? Hình như không sao ạ. Không có gì thật. Không có gì. Vậy cậu về nghỉ đi. Vâng. Đợi chút, nhớ mang tiền cọc tới đó. Thế nào? Tôi bảo không có gì rồi mà. Lăng Tử. Lăng Tử. Đâu rồi? Sao không nghe điện thoại chứ? Đừng sợ, là tôi. Cậu dở sao? Dọa chết tôi rồi. Sao thế? Mua trên mạng đấy, hay không? Hay gì mà hay. Cho tôi mượn chút tiền đi. Mượn tiền hả? Tối có gì không? Đi rực đêm với tôi không? Tôi không đi đâu. Tối còn ngủ nữa. Chỗ tôi có giường mà. Cậu mà đi, tôi mời cậu uống. Thế nào? Thật không đấy? Vừa hay đúng 5.000 tệ rồi. Đây là tiền cọc đấy. Giữ cho kỹ nhé. Vậy tôi đi trước. Thư ký Diệp, đây là số điện thoại của tôi. Có chuyện gì thì gọi cho tôi. Ý gì vậy chứ? Bác Ngô, bác sửa xong radio rồi ạ? Tất nhiên là sửa xong rồi. Đấy là mạng sống của tôi đấy. Ai đấy? Đến nhỉ? Alo, đến đâu rồi?
Không sai, chính là chỗ này. Chào người đẹp. Ôi trời, người đâu đẹp quá. Nhìn gì đấy? Dọa tôi sợ chết khiếp. Ban nãy có gì mỹ nữ ở đây? Đâu rồi? Vừa đi rồi. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị gì? Anh bảo anh mời tôi uống mà. Nào, đưa xe cho tôi. Làm gì đấy? Đi chuẩn bị đồ. Trông giúp tôi nhé. Thật tình. Phải dọa anh ta mới được. Có ai không? Có ai không? Mua gì đấy? Cho chai rượu với. Đợi chút. Rượu này được không? Sao anh đã ra đây rồi thì đi bằng chân? Sao có thể chứ? Sao không thể chứ? Sao không thể chứ? Cái gì cũng có thể mà. Sinh đôi sao? Tôi dọa chết anh. Chút nữa tôi dọa chết anh. Một, hai, ba. Sao lại có cái gương ở đây chứ? Không đúng. Sao gương lại đây nữa? Người đâu rồi? Một phen hú vía. Hú vía sao? Cậu đúng là dở hơi. Suốt ngày giả thần giả quỷ. Ma mà đến thật xem cậu có bị dọa ngu luôn không. Nói mà tới thật tôi cũng không sợ. Hơn nữa ma quỷ đâu ra. Toàn là nhảm nhí thôi. Nào, cạn. Đợi chút nữa lại uống. Tôi đi vệ sinh cái. Cậu đi không? Tôi không đi. Anh đi một mình đi. Không đi thì thôi. Còn chưa thôi đi. Vẫn muốn dọa tôi cơ à? Về rồi sao? Sao đấy? Dọa tôi sợ chết khiếp. Nãy cậu có đi đâu không? Tôi có đi đâu đâu chứ. Tôi vẫn ngồi đây mà. Thôi xong. Hình như có ma thật đấy. Không phải chứ. Anh đừng có dọa tôi mà. Gan tôi bé lắm. Tôi nhìn thấy tận mắt đấy. Chính là ở bên kia kìa. Đi. Đi xem xem. Đi xem hả? Ma đâu mà ma? Anh có nhìn rõ chưa đấy? Ảo giác hả? Không thể nào. Vừa nãy còn ở đây mà. Tôi còn đánh hắn nữa. Anh còn dám đánh ma sao? Tôi tưởng là cậu mà.
Tôi mà anh cũng dám đánh sao? Đừng luyên thuyên nữa. Cậu sợ ma không? Tôi không sợ. Mẹ tôi nói trên đời không có ma quỷ. Nghe thấy không? Hình như ai đang khóc đó. Hình như có người đang cười mà. Ở ngay phía trước đó. Đi. Đi xem sao. Đi. Đi đâu đó? Bên này này. Anh tự đi đi. Tôi phải nhanh về nhà đây. Về nhà gì chứ? Cậu đi rồi dứt tôi lại có được không hả? Không được. Không được còn đi sao? Anh không được. Còn hơn là tôi không được. Đồ vô lương tâm. Thôi kệ, mình cũng chẳng đi tìm chết đâu. Sao tối vậy? Không làm chuyện bất lương. Ban đêm không sợ ma gõ cửa. Liều thôi. Anh Đông, đừng sợ, là tôi. Sao cậu lại quay lại rồi? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, lúc này mà đi thì không tốt lắm. Được đó. Không phải, tại bên ngoài đáng sợ lắm. Còn tối hơn cả đây nữa. Đừng luyên thuyên nữa, cầm lấy. Làm gì đấy? Đi, đi xem. Tôi không đi đâu. Đừng sợ, có tôi đây rồi. Nào, uống rượu, thêm dũng khí. Còn sợ không? Không sợ nữa. Tốt quá rồi. Đi, đi, đi. Được rồi. Cậu chơi trò này đúng không? Tôi đi nhé, cho cậu ở đây một mình. Đợi, đợi tôi với. Người anh em, cậu muốn đi vệ sinh không? Không kịp rồi, giấm đài rồi. Anh Đông, đây là đâu vậy? Kho của nhà xưởng chúng tôi. Sao tụi này không mặc quần áo vậy chứ? Không phải đây là quỷ phong lưu chứ? Đừng có lắm lời. Trưởng phòng, tôi dám khẳng định tối qua thật sự là có ma đấy. Vậy bằng chứng đâu? Đây không phải là chứng cứ sao? Đúng rồi. Cái mặt nạ này rốt cuộc là ở đâu ra vậy? Tôi mang tới ạ. Đi ra ngoài. Tiểu Hàn, sau này không được đưa người không phận sự vào xưởng nữa. Cậu cũng ra ngoài đi. Dừng. Anh Đông, anh nghe tôi. Mau thôi việc đi thôi. Không thể làm việc ở chỗ này nữa đâu. Không làm không được. Tiền cọc tôi cũng nộp rồi. Phục anh luôn đấy. Anh muốn tiền hay là muốn mạng hả? Muốn tiền cũng muốn mạng nữa. Tôi không tin trên đời này thực sự có ma. Trước đây tôi cũng không tin là có ma đâu. Giờ thì khác rồi. Còn chưa khô nữa. Vẫn ẩm luôn.
Xin tự giới thiệu. Tối qua anh có nhìn thấy gì không? Tối qua tôi cũng nhìn rõ. Thật sao? Anh tuyệt đối đừng lo lắng. Tôi không lo lắng. Tôi chỉ đang cân nhắc về việc này thôi. Liệu có phải là ảo giác hay không? Được rồi. Cho dù anh phát hiện ra cái gì, cũng phải gọi cho tôi đấy nhé. Tôi tên là... Thật là cá tính quá đi. Ai đấy? Không liên quan tới cậu. Giờ tôi biết anh tại sao không đi rồi nhé. Đẹp quá đi. Đi, đi xem chút, đi xem chút. Mau lên, đi xem đi. Tôi không đi đâu. Thế này là sao hả? Cháu xin lỗi bác Ngô. Tối qua cháu không cẩn thận đánh rơi nó ạ. Để sau cháu mua lại cái khác cho bác nhé. Tôi không dọa anh đâu. Nhưng mà nhà xưởng các anh âm khí nặng quá. Không khéo có ma thật đấy. Tôi cũng thấy chỗ này có vấn đề. Hay ta tìm người hỏi thăm xem. Tìm tôi làm gì? Tôi muốn hỏi chút. Không cần phải hỏi. Cậu trúng tà rồi. Vậy còn tôi? Cậu còn thảm hơn cậu ta nữa. Không phải chứ. Đại sư, ngài bói cho tôi một quẻ được không? Không cần phải tính. Về chuẩn bị quan tài cho bản thân đi. Vâng, cảm ơn ngài. Có phải gần đây các cậu đều cảm thấy không đúng phải không? Sao anh biết vậy? Tôi nhận ra mà. Trán cậu nhỏ hẹp chứng tỏ cậu chán nản vì khốn khổ. Có phải tới giờ vẫn chưa từng giàu lên đúng không? Ngài nói chuẩn quá đi. Nhìn nhân tướng cậu có thể biết cậu còn phải vất vả tới năm 40 tuổi. Tuy thỉnh thoảng có tiểu tài giận, nhưng lại như mây như khói. Mọi chuyện không thành. Chỉ cần cậu cắn răng đợi đến năm 40 tuổi là tôi sẽ gặp mai phải không? Là cậu quen rồi. Quen rồi hả? Đúng. Quen với nghèo khó. Có nghèo nữa cũng không thấy nghèo. Có khổ nữa cũng không thấy nghèo. Có xui xẻo nữa cũng không thấy xui xẻo. Cậu ta thảm vậy hả? Cậu còn thảm hơn cậu ta. Có thứ không sạch sẽ đang bám theo cậu. Vậy tôi phải làm sao đây? Chỉ có thể tìm người ấy giúp đỡ thôi. Sao cậu lại treo thần tài ở đây? Đấy không phải thần tài. Đấy là trung quỳ, chuyên để bắt ma đấy. Ma quỷ đâu ra chứ? Tuổi còn trẻ mà mê tín. Lão gia tử, đêm nay phải nhờ vào bác rồi. Không phải bác. Thank you.
tiếng động gì vậy? Sao không thấy nữa rồi? Có trộm. Bác Ngô, sao bác lại tới đây? Cãi nhau với con nên khó chịu, ra ngoài cho yên tĩnh. Trộm đâu đấy ạ? Đi. Được lắm, ban ngày ban mặt mà cũng dám trộm đồ sao? Giờ là buổi tối, buổi tối cũng không được trộm. Đưa tôi. Gan cũng không nhỏ nhỉ, đến ảnh trung quỳ cũng dám trộm. Bỏ mặt nạ ra. Là thầy bói sao? Là tôi, đi nhập hàng. Thế nào? Tôi đã bảo mà, trên đời này làm gì có ma quỷ. Ngài nói thật đúng quá. Mọi người vất vả rồi, sau sẽ thưởng thêm cho hai người. Cảm ơn anh. Tiểu Hàn, giờ cậu đã yên tâm trực đêm chưa? Yên tâm, tuyệt đối yên tâm rồi ạ. Không sao. Không được thì để tôi trực cho. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tốt cái gì mà tốt? Cậu thấy vậy có được không hả? Đúng đấy. Bác Ngô, bác lớn tuổi rồi, vẫn nên để cháu trực đêm thì hơn. Không sợ ma nữa sao? Sợ cái gì chứ? Toàn là mê tín thôi chứ, làm gì có ma. Hay quá. Con người ấy mà, chỉ cần trong lòng không có quỷ thì sống mới an tâm. Đây gọi là không làm chuyện xấu, nửa đêm không sợ ma gõ cửa. Cậu có dám tối nay cùng tôi đi xung quanh xưởng hay không? Sao không dám? Đi. Không khéo còn bắt được trộm đấy. Tốt nhất là một nữ trộm xinh đẹp. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Đi. Cầm gậy đi. Không cần. Nếu thật sự có trộm thì tôi sẽ dùng tay không bắt dao của hắn. Đi. Xem anh sợ tới thế nào kìa. Ma đâu ra? Có giỏi thì ngươi ra đây. Ngươi ra ta xem nào. Ngươi... Anh Đông, anh có thấy gì không? Thấy cái gì chứ? Có cái bóng trắng vừa lướt qua đấy. Đi, xem sao. Thôi, hai ta về uống rượu đi. Sợ gì chứ? Bản lĩnh của cậu đâu rồi hả? Tôi không sợ.
Tôi phải tìm thứ gì đó phòng thân chứ. Đi. Đi. Ngươi không chạy được đâu. Bọn tôi nhìn thấy ngươi rồi. Là người là ma. Cứ ra anh bảo. Có gì thì nói. Không còn tiếng gì rồi. Hay là nhìn nhầm rồi nhỉ? Thôi mình về đi anh. Đi. Ai đấy? Ai? Đi. Ai đấy? Ra đây. Ra đây. Thế mà là nữ tặc thật này. Đẹp quá đi mất. Cậu hỏi cô ấy đi. Tôi hỏi sao? Đi. Tôi hỏi thì hỏi. Cô có người yêu chưa? Sao hỏi cái này? Nói đi. Cô kết hôn chưa? Cô định làm gì? Đừng hiểu nhầm. Tôi không phải là trộm. Tôi là bác sĩ. Bác sĩ không làm việc ở bệnh viện, chạy đến đây làm gì? Chỗ bọn tôi không có bệnh nhân. Chỗ này không có bệnh nhân. Nhưng chỗ này có người chết. Người chết hả? Đúng. Tôi đến đây để tìm anh ta. Anh ta là ai? Chồng trước của tôi. Chồng trước của cô sao? Anh ấy tên là Cao Chí Quốc. Trước đây anh ấy cũng như các anh, trực ca đêm ở đây. Đúng. Anh đã tiếp nhận ca của anh ấy. Anh ta giờ đi đâu rồi? Mất tích rồi. Không phải cô nói anh ta chết rồi sao? Đúng thế. Tôi dám khẳng định anh ấy đã bị người ta giết hại rồi. Hơn nữa hung thủ giết hại anh ấy đang ở trong xưởng của các anh. Cô làm ở bệnh viện nào thế? Không phải là bệnh viện tâm thần đấy chứ? Anh Đông, anh thấy cô gái kia có phải đang nói thật không? Thật hay giả, chúng ta vào bệnh viện hỏi thăm là biết thôi. Chào cô, xin hỏi bác sĩ Lưu đang ở đâu ạ? À? Bác sĩ Lưu, cô ấy mất mấy tháng trước rồi mà. Qua đời rồi hả? Phát bệnh tim đột tử đấy. Anh Đông, rốt cuộc là sao vậy?
Làm sao tôi biết được? Không phải chúng ta gặp ma đấy chứ? Mau đi thôi. Sao hai người lại tới đây? Không phải cô chết rồi sao? Tôi chết hả? Là sao vậy? Hộ sĩ ban nãy nói cô chết mấy tháng trước rồi mà. Phát bệnh tim đột tử đó. Hai người nhầm rồi. Cô ấy nói không phải tôi. Cô ấy nói là trưởng khoa Lưu của bệnh viện. Thì ra hai người tìm bác sĩ Lưu này sao? Tôi còn tưởng hai người tìm trưởng khoa Lưu ấy chứ. Xin lỗi nhé. Không dọa hai anh chứ? Không dọa gì chứ? Bọn tôi sợ chết khiếp luôn rồi. Hai người nói chuyện đi nhé. Hai anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Bọn tôi muốn kiểm tra xem chuyện tối qua cô nói có phải thật hay không. Xem ra các anh vẫn không tin tôi. Không phải là không tin cô, tôi chỉ muốn biết vì sao chồng trước của cô bị sát hại. Trước khi ly hôn, anh ta từng kể cho tôi một chuyện. Chuyện gì? Anh ta bảo anh ta tìm được một báu vật ở trong nhà xưởng của các anh. Báu vật sao? Có vẻ đó là một pho tượng cổ Phật. Chắc là rất đáng tiền. Anh ta nói anh ta sắp phát tài rồi. Kết quả là không bao lâu sau liền mất tích. Tôi rất tò mò. Cô đã ly hôn với chồng cũ, vậy sao còn phải đi tìm anh ta chứ? Không phải là tôi muốn tìm anh ta, tôi đang giúp mẹ anh ta tìm con trai. Mẹ anh ta sao? Thật ra tôi và Cao Chí Quốc từ lâu đã không còn cảm tình. Nhưng vì cảm tình giữa tôi và mẹ anh ta rất sâu đậm, chuyện này rất kỳ lạ. Tôi thấy tôi nên nói rõ cho bà ấy. Sao cô biết chồng cũ cô nói sự thật? Có khi anh ta lừa cô thì sao? Tôi hiểu quá rõ Cao Chí Quốc. Anh ta tuy rằng không có chí tiến thủ, không của cải, nhưng anh ta có một điểm. Anh ta trước nay chưa từng nói dối cha mẹ anh ta. Vậy thì sao? Chuyện cổ Phật mẹ anh ta cũng biết. Chuyện này sao cô không báo cảnh sát? Thật ra tôi đã sớm báo cảnh sát rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa có thông tin gì. Vì để tìm ra chân tướng, tôi chỉ có thể nửa đêm nửa hôm chạy tới nhà xưởng các anh tìm kiếm. Thân con gái mà đêm hôm chạy ra giả thần giả quỷ, gan cô cũng không nhỏ đâu. Thật ra chuyện này cũng không tính là gì. Tôi làm bác sĩ lâu như vậy, chuyện gì còn chưa gặp chứ. Đúng rồi, sắc mặt của anh không tốt lắm. Nếu đã tới bệnh viện rồi thì tôi khuyên anh nên đi khám thử xem sao. Cần không vậy? Tin tôi đi, tôi không hại anh đâu. Thưa ký Diệp, cô làm gì ở đây vậy? Tôi đang thống kê tồn kho. Anh đang làm gì vậy? Không có gì, tôi đi dạo xung quanh thôi. Anh không phải trực ca đêm sao? Đúng, tôi trực đêm. Vậy tôi về trước. Thưa ký Diệp, tôi muốn hỏi một chút. Cô đã bao giờ nghe kể về chuyện cổ Phật ở xưởng chúng ta chưa? Cổ Phật? Cổ Phật ở đâu? Anh từng thấy nó rồi sao? Chưa thấy. Ai kể cho anh nghe chuyện cổ Phật? Tôi nghe người khác nói bừa thôi. Không có chuyện gì, tôi về trước đây. Đứng lại đó. Anh đã tìm thấy gì chưa? Không thấy, tôi chẳng thấy gì cả. Nhớ kỹ, nếu anh tìm thấy cái gì, nhất định phải nói cho tôi biết. Tôi biết rồi. Mà sao phải nói cho cô chứ? Bác Ngô,
Cậu cầm cái xẻng đi, mà sao không nói tôi một tiếng? Tôi... Mau đi hốt đống rác ở trước cửa đi. Hàng Đông, bác sĩ Lưu, sao cô lại tới đây? Đã có kết quả kiểm tra rồi, tôi đến đưa kết quả xét nghiệm cho anh. Vào đi. Kết quả xét nghiệm cho thấy gan của anh có vấn đề. Có vấn đề gì vậy? Theo như chúng tôi phân tích, có hai khả năng. Thứ nhất là u nang, vậy thì không có vấn đề gì cả. Thứ hai... Cô nhìn thấy không? Không phải lại có ma đấy chứ? Con ma này chắc chắn không phải là tôi. Đi. Cô không sợ hả? Sợ gì chứ? Có anh mà. Đúng rồi, có cô mà. Bác sĩ Lu, tôi không chết chứ? Anh sợ chết không? Tôi không sợ. Nhưng mà giờ tôi vẫn chưa muốn chết. Tôi còn chưa kết hôn. Tôi còn phải nói dối tông đường cho nhà họ Hàng nữa. Anh muốn tìm người như thế nào? Ý cô là sao? Trong bệnh viện có nhiều con gái lắm. Lúc nào tôi giới thiệu cho anh một người? Thực ra yêu cầu của tôi không cao. Chỉ cần tâm tính người đó tốt, biết thương chồng con, hiếu thuận cha mẹ, chăm sóc gia đình là được. Cho dù từng ly hôn cũng không sao. Tôi nói thật đó. Chỉ cần hai người nói chuyện được, cảm tình tốt. Giờ không phải lúc. Nói chuyện cảm tình thì phải. Đúng. Sống sót được rồi tính. Mau nhìn kìa. Lẽ nào là cô ấy? Rốt cuộc cậu muốn hỏi gì? Tối qua cô đã đi đâu? Không đi đâu cả. Sao? Tấm khăn lụa này... Thảo nào tôi không tìm thấy, thì ra ở chỗ của anh sao? Khăn lụa của cô sau nửa đêm lại chạy tới nhà xưởng vậy chứ? Tôi còn ngạc nhiên đấy. Cái khăn lụa đó tôi mất mấy ngày hôm nay rồi. Không phải chứ? Tôi nhớ hôm qua cô còn đeo cơ mà. Thế chắc tôi nhớ nhầm rồi. Sao vậy? Tối qua có chuyện gì sao? Tạm thời thì chưa có. Nhưng sớm muộn gì mọi chuyện cũng rõ ràng thôi. Đã có kết luận của chuyên gia rồi. Thế nào? Rất đáng tiếc. Không phải ung thư. Cô làm tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng mình xong đời rồi chứ. Không nghiêm trọng vậy đâu. U nang thôi. Uống thuốc đúng giờ thì không sao đâu. Vậy thì tôi an tâm rồi. Cảm ơn cô quá. Cảm ơn mà nói miệng thôi sao. Tôi cũng muốn mời cô đi ăn. Chỉ không biết cô có tiện không thôi. Có gì mà không tiện. Đang làm thì tới tìm tôi. Hey!
Trong bảnh bao thế, đi đâu vậy? Đi ăn với bạn thôi. Nam hay nữ? Nam. Đi ăn với đàn ông có gì hay đâu. Không phải chuyện của cậu. Này, cho anh cái tốt này. Đây là gì đấy? Bẫy chuột đấy. Tôi lấy cái này làm gì? Nhà tôi đâu có chuột. Cái này anh không hiểu rồi. Không phải buổi tối anh phải trực cả đêm sao? Cái này không phải để bắt chuột đâu. Còn có thể bắt quỷ, bắt tặc đấy. Hay đấy nhỉ. Cảm ơn nhé. Tôi hỏi cô chuyện này được không? Anh hỏi đi. Cô đã ly hôn bao lâu rồi? Đã hơn một năm rồi. Cô có từng nghĩ tới chuyện tìm một người khác chưa? Cũng không dễ tìm mà. Tình còn cần duyên nữa. Đúng. Nếu không có duyên phận thì kết hôn cũng không hạnh phúc. Bởi vì cuộc hôn nhân trước đây đổ vỡ nên bây giờ tôi khá thận trọng trong chuyện tình cảm. Thực ra cũng không có gì. Nước trong quá thì không có cá, phải không? Thật ra yêu cầu của tôi cũng không cao. Tôi chỉ muốn tìm một người thành thật, an ổn bước qua ngày tháng. Nhưng mà người này bắt buộc phải có trách nhiệm. Đúng. Thật ra tôi cũng muốn tìm một người có thể an ổn thành thật bước qua ngày tháng. Tôi cũng là người có trách nhiệm. Để đâu đây? Xem ngươi chạy đi đâu. Alo, bác sĩ Lưu, đang làm gì thế? Đang trực đêm thôi. Anh đã tìm được cổ Phật chưa? Đi rồi, nhưng không tìm thấy. Nói thật thì đi một mình không tự tin lắm. Đồ nhát gan. Hết cách mà, nếu cô đi với tôi sẽ không nhát gan nữa. Được rồi, ngày mai tôi đi với anh. Mau đi trực đêm đi, tôi cũng phải đi kiểm tra phòng bệnh đây. Đây liệu có phải là dẫn đào hoa mà người ta nói không nhỉ? Thú vị thật đó. Cái bể chuột đây đâu rồi? Hay có kịch hay để xem đây. Chân ai có tật thì người đó chính là ma. Trưởng phòng, chân của anh làm sao vậy? Thôi đừng nhắc. Cái nắp giếng trước cửa nhà tôi không biết bị ai trộm mất. Tôi tí nữa là ngã vào trong đó rồi. Giả giờ cũng giống quá. Chắc chắn là ông ấy rồi. Tiểu Hàn, bác Ngô, chân bác làm sao vậy? Đừng nhắc nữa. Thằng con khốn nạn của tôi lại giở trò với tôi. Tôi đá nó một cái, đụng phải ngay cái bàn. Bác Ngô cũng có vấn đề sao? Thưa ký Diệp, chân cô cũng làm sao vậy? Đừng lo, không liên quan tới anh.
rốt cuộc là ai đây? Không cần phải hỏi, chắc chắn là Thư Ký Diệp. Sao cậu lại biết? Tại Thư Ký Diệp không nói thật đấy. Vậy thì hai người kia cũng chưa chắc đã nói thật. Alo, tôi tan làm rồi. Anh rảnh không? Cùng đi xem không? Đi xem phim sau. Được, tôi đi ngay đây. Hẹn gặp lại ở rạp chiếu phim nhé. Tôi còn có việc, đi trước nhé. Đi xem phim với ai đó? Cậu không biết đâu, bớt giở trò đi. Nam hay nữ? Nam. Sao hai người họ lại đi chung với nhau chứ? Thanh niên bây giờ cởi mở thật. Giả giờ giả dịch. Sáng sớm nay mẹ chồng có gọi cho tôi. Bà ấy nói nằm mơ thấy con trai. Bà ấy nói nhìn thấy con trai bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, khóc lóc thảm thiết. Bà cụ chắc là nhớ con quá. Thật ra ngoại trừ nhà kho tầng trên, những nơi còn lại trong nhà xưởng tôi đều tìm rồi. Vậy nên tối nay tôi muốn lên nhà kho tầng trên xem sao. Không thành vấn đề, chút nữa tôi đi cùng cô. Xem ra không có gì. Đừng sợ, có tôi rồi.
Xin lỗi cô, bản năng đó mà. Tôi thấy như không phải bản năng đâu, như sàm sỡ vậy. Xin lỗi. Đừng sợ, có tôi rồi. Xin lỗi anh. Cũng bản năng đó mà, không có gì. Qua rồi. Hay chúng ta đừng đi tới nữa, cứ ở đây thôi cũng tốt rồi. Hình như đây không phải là chỗ chơi trò lãng mạn đâu. Làm sao bây giờ? Vào trong xem. Tiếng gì vậy? Không biết nữa. Hình như ở dưới tầng. Đi, đi xem sao. Không đúng, còn có cả bên trên nữa. Đi. Sao không còn tiếng gì rồi? Đằng trước hình như có ánh đèn. Đi, đến đó xem sao. Hai người làm cái gì đấy? Thư ký Diệp, sao cô lại ở đây? Tôi đến lấy đồ. Thư ký Diệp, cô tới sao cũng không chào hỏi một tiếng nào vậy? Hai người trò chuyện vui vẻ như thế, sao tôi lại nỡ làm phiền chứ? Hai người tiếp tục đi, tôi đi đây. Đứng lại. Làm gì thế? Tôi nghi ngờ cô có vấn đề. Tôi thì có vấn đề gì chứ? Người giả ma là cô. Cô chính là con ma bọn tôi phải bắt. Tôi là ma sao? Anh có bằng chứng gì không? Chứng cứ đang ở trong cái túi này. Đầy đủ vậy? Tôi có vấn đề không? Cô... Hình như người có vấn đề không phải là cô. Đi. Nhớ đấy, chuyện tình tối qua tuyệt đối không được đồn ra ngoài. Nhất định phải giữ bí mật. Còn giữ bí mật sao? Đời nữa không khéo có án mạng đấy anh. Hay chúng ta báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát cái gì? Chỗ chúng ta không phải là có ma, mà là có trộm. Chuyện này mà đồn ra ngoài, ai còn dám đầu tư nữa đây? Cô nói đi. Thư ký Diệp, tôi đồng ý với trưởng phòng. Anh thấy rõ không? Tôi tận mắt nhìn thấy mà. Xảy ra chuyện gì vậy? Đáng sợ lắm luôn. Sao thế? Tìm thấy một cái bao bố bên sông. Cái bao bố làm sao? Trong bao bố có chứa một cái túi dứa. Túi dứa thì cũng có sao đâu. Trong túi dứa có một đống thịt.
thịt xếp lại thành xác người hả? Hôm nay ngữ cục cảnh sát tới tìm tôi, có chuyện gì vậy? Bọn họ phát hiện một thi thể nên muốn mời tôi đi xác nhận. Kết quả thế nào? Không ngoài dự đoán của tôi, đó là chồng trước của tôi. Có phải thi thể được phát hiện ở gần con sông chỗ xưởng bọn tôi không? Đúng thế, tay chân đều bị chặt ra sau, để trong một cái túi dứa. Đúng, bên ngoài còn có một cái bao bố. Sao anh biết vậy? Anh làm sao? Tôi làm sao có thể làm chuyện đó chứ? Cho tôi thêm mấy lá gan tôi cũng không dám. Tôi nghĩ kỹ rồi, so với việc ngồi yên chờ chết, chi bằng chủ động xuất kích. Thật kích thích quá đi. Người anh em, xong việc tôi sẽ mời cậu ăn một bữa lớn. Vậy không xong thì sao? Tôi truy tặng cậu là liệt sĩ. Tôi đi đây. Đừng đi mà. Này, đừng đi mà. Tôi không đáng giá như thế sao? Nhỡ mai có làm sao? Hai người quyên sinh cho tình yêu thì tôi cũng phải bồi tán sao? Không nghiêm trọng vậy đâu. Yên tâm đi, người tốt sẽ được đền đáp. Đúng, người tốt sẽ được đền đáp. Còn tôi mà, đi. Đi, anh Đông. Tôi muốn đi vệ sinh. Thứ không có tiền đồ. Tôi cũng muốn đi vệ sinh. Hay là tôi cũng đi. Đi, anh Đông. Tôi vẫn muốn đi vệ sinh. Vẫn chưa xong cơ à? Lần này là đi nặng. Nín đi. Bám theo. Bám theo. Bám theo. Bám theo. Bám theo. Có tiếng giọng. Đi. Chẳng có gì cả. Bỏ đi, ta đi thôi. Đợi chút. Kéo nó ra. Thế mà có cổ Phật thật này. Thế nào? Tôi không lừa các anh chứ. Tôi biết sao lại có ma rồi. Anh Đông, nghe kìa. Đi, đi bắt quỷ. Không có tiếng động. Quay về. Anh Đông, không thấy đại Phật đâu nữa rồi. Xuống nhà.
Đứng lại! Đứng lại! Hai người các ngươi, có một người chắc chắn là ma. Tháo mặt nạ ra. Anh Đông, không phải tôi. Cũng không phải tôi. Mi là ai? Đứng lại! Đừng chạy! Lăng tử, mau dậy đi. Mau dậy đi. Đứng lại, đừng có chạy. Đứng lại. Sao lại có hai con ma vậy? Tôi không phải ma quỷ gì. Tôi là cảnh sát. Thư ký Diệp, tháo mặt nạ ra. Để tôi xem ngươi là thần thánh phương nào. Bác Ngô, thư ký Diệp, cảnh quan Diệp, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Bác Ngô và nhân viên trực ca đêm trước đây, Tiểu Cao, đã cùng nhau tìm được cổ Phật. Vì để chiếm làm của riêng, bác Ngô đã giết hại Tiểu Cao. Tôi đến đây làm thư ký là để đi tìm chứng cứ. Nếu như ông ấy không dội vàng chuyển cổ Phật đi, tôi nghĩ chúng tôi cũng rất khó mà phá án. Tất nhiên, việc này còn có công lao của ba vị đây. Không cần khách sáo, chuyện nên làm thôi. Cảnh quan Diệp, cô ngầu quá. Cô có bạn trai chưa? Có rồi, đứng ở sau lưng của anh đấy. Chào anh. Chúng ta đi thôi. Thôi xong, bông hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi. Đừng có gây sự nữa. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Thế anh làm gì? Chúng tôi cũng về nhà nghỉ ngơi. Thế sắc quên bạn. Phí tiền của tôi đâu rồi? Phí tiền của tôi đâu rồi? Đứng lại. Đi đâu đấy? Cậu đi rồi, ai trực đêm? Ai làm thì làm. Tối nay tôi không lo được đâu. Đúng nhỉ? Tôi cũng nên ngon giấc rồi. Có sợ không?
叶秘书，你有没有听说过咱厂里有古佛呀？咋了？啊，没事。你看见什么了？啊，你看见什么了？你得问我看见。昨天晚上看见什么了？啊，我看见，太黑了，我也没看清。这是半张押金条。啊，干嘛呢？印主任。 我先说殷主任你在说干嘛呢？行了，那个导演，你是真笑了，你这是。哎，你们怎么来？我们要反应一下啊。好，来，稍等，让电梯关上。